Xin chào, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của KVN. Trên tay em hôm nay là cái sản phẩm thảm lót sàn Kaguma Spider, một cái thương hiệu thảm lót sàn vừa được giới thiệu gần đây. Như các bác đã biết thì Kaguma Spider rất là nổi tiếng trên thế giới, được bán rất nhiều nước, ví dụ như Mỹ, châu Âu, Singapore, Thái Lan. Và sản phẩm đã bắt đầu được phân phối tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Theo em tìm hiểu thì cái sản phẩm thảm lót sàn này rất là nổi tiếng với những cái giải thưởng về thiết kế ở toàn cầu, những cái chứng nhận về khả năng chống nước, về khả năng chống vặn xoắn, rồi không chất độc hại do SGS chứng nhận. Và cái giải thưởng uy tín nhất là cái thiết kế, giải thiết kế Red Dot Design 2017. Ngoài ra thì Kaguma Spider vẫn có những cái chứng nhận về thiết kế độc quyền, ví dụ như cái lớp chống trượt ở phía sau. Không để các bác đợi lâu thì em xin đi vào chi tiết sản phẩm này. Thì đây là một cái dòng thảm lót sàn khuôn đúc, đây là cái miếng bên tài xế ha. Thì để tạo ra được những cái khuôn đúc như thế này thì đòi hỏi là phải có một công nghệ đo rất là chính xác, chứ không là nó sẽ không có ôm theo sàn xe. Và chi phí để tạo ra cái khuôn cho mỗi dòng xe như thế thì rất là cao. Vì vậy những cái thương hiệu thảm lót sàn lớn mới có thể đầu tư những cái khuôn như thế này. Thì nhìn tổng thể thì thiết kế của cái thảm này khá là hoàn thiện, khá là thuận tiện. Đây là cái logo 3D, khả năng là cái thương hiệu này là khởi nguồn của những cái thảm 5D, 6D, 7D, 8D ở tại thị trường Việt Nam gần đây thì phải. Đây là cái logo được đính vào cái bên góc bên trái. Đây là hai cái khuy cài chống trượt. Đây, cái phần này là chúng ta để chân cho cái chân phanh và chân ga. Thì bề mặt của thảm theo em biết thì đây là một cái lớp cao su chống nước, khả năng chống nước với những cái vân carbon chống trượt, chúng ta đi lên đây nó không có bị trượt. Rồi ngoài ra là những cái chi tiết về khuôn thảm, rồi những cái đường cong, những cái phần ốp chân để chân, rồi cái chỗ chân ga thì được thiết kế rất là hoàn thiện và tinh tế. Ở đây em thấy là có một cái tem của Kagu với cái mã sản phẩm và cái tên của dòng xe cũng như là đời xe. Đây, mặt sau của cái thảm này em cho các bác xem nha. Đây là cái lớp gai và nó sẽ bám sát vào lớp cái phần nỉ của xe. Phần nỉ của xe. Đây, cái phần này là cần cái chốt nè. Cái chốt nè. Về độ hoàn thiện rất là cao mọi người ha. Rồi, em sẽ tiến hành lắp đặt cái thảm này lên xe thực tế để các bác xem cái độ fix của cái thảm như thế nào ha. Rồi, sau đây mình sẽ cho mọi người xem cái thảm sau khi lắp lên xe ha. Thì cái thảm này nó đã thiết kế theo xe rồi, cho nên cái việc lắp đặt rất là dễ dàng. Mình có thể tháo ra, ở đây có cái khuy cài và chúng ta cài vào cái nút trên sàn xe là xong. Đây, đây, đã cài là xong. Thì mọi người nhìn thấy nè, rất là fix theo sàn từng chi tiết luôn ha. Đây là nhìn tổng thể nè. Đấy, rất là đẹp, nhìn tổng thể rất là đẹp. Thì như mọi người thấy thì những cái đường viền ôm vào sàn xe nó được làm rất là hoàn thiện. Ngay cả cái phần để chân đây nó cũng che phủ. Và đặc biệt là cái chỗ chân phanh, chỗ chân ga. Đây, chỗ này thiết kế rất là fit ha. Thì chỗ này rất là quan trọng, bởi vì cái việc mà đạp ga đây, nếu mà trường hợp có cái thảm mà không đúng theo form xe đó, nó rất dễ gây tới tình trạng kẹt chân ga, rất là nguy hiểm. Đây là logo của thảm. Đây, mình sẽ gửi cho mọi người xem cái hàng ghế sau của nó. Đây, đây là hàng ghế sau. Rất là đẹp mọi người ạ. Hàng ghế sau nó được thiết kế là liền khối mọi người ạ. Đấy, và nó có cái phần phủ lên cái con đội ở giữa, cái gờ ở giữa thì giúp bảo vệ tốt hơn. Ngoài ra là nó cũng có cái dạng khay để chống, để ngăn bụi bẩn hoặc là nước ra ngoài. Thì mọi người có thể thấy là cái độ fix nó rất là tốt, ngay cả cái phần cái chốt dây an toàn ở đây nó cũng chừa ra, nó bo theo cái phần chốt này, thì chứng tỏ là cái việc mà đo đạt cái tỷ lệ đo chính xác nó rất là cao. Cái thành ở đây nó có tiếp tục, nó có một cái tem sản phẩm nữa nè. Đấy, về cái phần con ngựa này thì nó cũng làm rất là fit và nó ôm sát con ngựa. Đấy, đẹp, rất đẹp. Đây, tiếp theo là ghế tài mọi người ha.
ghế phụ. Đây là cái phần ghế phụ. Phần ghế phụ thì nó cũng có hai chốt. Mình đã lắp sẵn rồi. Đấy. Theo khuôn rất là đẹp. Hầu như không thể trượt với cái lớp gai cũng như là có hai cái chốt. Thì thật ra có, nếu mà trường hợp với cái lớp gai như thế này thì cái chốt nó cũng không cần thiết lắm. Chủ yếu là cho những xe mà bắt tài nào đã phủ cái simili rồi thì cần hai cái chốt này. Đây có một cái logo 3D nữa. Rất là fit theo xe ha. Rồi. Ok.